Xin chào các em ha. Thì ở clip trước đó thầy đã hướng dẫn các bạn là cách xuất cái name card cũng như là thẻ nhân viên này này có hai mặt ra một cái file PDF để chúng ta thực hiện in ấn gia công hoàn thiện ha. Thì tất nhiên thầy có nói thêm cái phần bù xét ha. Thì hôm nay thầy sẽ nói thêm về cái phần xuất cái file bì thư ha, bì thư A6 kích thước là 120 ha và 22 ha, cao là 120 và ngang là 220, ra cái file PDF riêng để chúng ta thực hiện in ấn ha. Nhưng mà đối với cái bì thư A6 này thì chúng ta cần lưu ý cái gì? Thứ nhất, nếu như chúng ta in hàng loạt, in nhiều á, thì thường là chúng ta sẽ thiết kế cái mặt trước này thôi này, mặt trước mặt sau như thế này thôi. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau này. Và chúng ta gửi cái mẫu thiết kế này chúng ta ra công ty in, người ta in offset, in hàng loạt á, in trên cái phôi có sẵn như thế này. Đó, đây là phôi phôi bì thư A6 giấy trắng trơn như thế thôi, tại vì việc in lên là xong. In cái họa tiết, in cái thiết kế của mình lên trên cái bì thư trắng là xong. Thì chúng ta thiết kế như thế này đó. Nhưng mà còn khi mà các bạn gia công hoàn thiện để các bạn nộp cho thầy á, nộp cho giáo viên hướng dẫn á, thì chúng ta in lẻ mà, cho nên chúng ta phải tự tự ghép thành một cái bì thư như thế này. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy cái bì thư này mà chúng ta in được. Nếu mà các bạn nào mà chỉ thiết kế mỗi như thế này thôi này, thì chúng ta thiết kế này chỉ làm trên báo cáo thôi, trong cái cuốn báo cáo thì ok đó. Nhưng mà chúng ta in ra ngoài thì chúng ta không có in được, tại vì chúng ta sẽ phải, nó không hiện thành một cái hoàn thiện thành một cái bì thư A6 được, tại vì nó chỉ có cái mặt thôi chứ nó không có cái bao thư, không có cái nếp gấp đó, cho nên chúng ta sẽ không gấp thành một cái bì thư A6 được đó. Trừ khi là các bạn kiếm một cái phì kiếm một cái phôi 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 bì thư A6 trắng như thế này này, là bạn in đè lên thì ok đó. Chứ còn nếu như không không có cái bì thư trắng trơn như thế này và in đè lên đó, thì các bạn sẽ phải tự thiết kế cái bì thư A6 mà nó có đủ tất cả các cái mặt như thế này đó, đủ tất cả các mặt như này luôn. Ở đây là mặt bên trong này, thì xả ra luôn ha, thì gỡ hết các mặt ra luôn, gỡ keo ra. Đây mặt bên ngoài ha, sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta mới thực hiện in hết cái này rồi ha, có đường viền này rồi chúng ta mới thực hiện là chúng ta gấp lại rồi chúng ta cắt, xong rồi chúng ta lấy keo chúng ta dán lại để cho nó hoàn thiện một cái bì thư hoàn chỉnh ha. Đó thì cái phần gia công hoàn thiện này ấy, thì có hai cách. Một là các bạn sẽ in trên cái phôi trắng đó như thế này, hai là bạn sẽ phải tự gia công hoàn thiện thành một cái bì thư như thế này. Cho nên các bạn lưu ý thêm ha. Thì bây giờ thầy sẽ xuất ra cái file PDF có hai dạng luôn ha, một là cái dạng mặt trước mặt sau để bạn in đè lên cái phôi trắng, và dạng thứ hai là các bạn sẽ phải thiết kế dạng như thế này, là bao gồm tất cả các cái mặt rồi chúng ta sẽ in ra, rồi sau đó chúng ta tự cắt và chúng ta ghép lại, chúng ta dán lại ha, chúng ta gấp lại rồi chúng ta dán cái này cái phần này chúng ta gấp vào trong, xong rồi chúng ta dán hai bên ha, dán hai bên vô chúng ta gấp cho dán lại. Thì chúng ta làm như thế này ha, chúng ta gấp cái mặt này này thì gấp lên lên trên này, nhưng mà trước khi gấp lên trên thì cái này chúng ta gấp vào trước ha, hai bên này sẽ gấp vào trước rồi cái này dán nó lên trên bên đây, thì chúng ta sẽ dán cái phần này, dán keo ở phần này với phần này vô đây đó, dán keo chỗ này với vô đây thì nó dán vô trong ở đây mình trên nắp là cũng dán luôn ha. Đó thì để xuất cái này thì các bạn sẽ tạo ra một cái file ha, sẽ tạo ra một cái file new, một cái file bì thư ha, như là cái file bì thư A3 đi, in bì thư A6 chẳng hạn. Rồi sau đó thầy sẽ đưa cái mặt, tại vì cái này nó có hai mặt, thầy làm hai mẫu à. Mẫu thế này là mẫu chúng ta in lên trên cái bì thư có sẵn, tức là hơi nhỏ này cho chúng ta phải tăng size lên lên khoảng A2 đi, cái chuyện A3 thì nó hơi nhỏ rồi. Cái này in trên cái phôi phôi A6 bì thư A6 có sẵn rồi, còn cái này thì chúng ta sẽ phải tự gia công này. Đây, chúng ta gia công thì thầy sẽ copy cái phần gia công luôn. Các bạn sẽ phải thiết kế giống như thế này đó, thiết kế giống như này rồi ha, đúng rồi đó. Rồi sau khi có cái này rồi thì giờ chúng ta sẽ sao cái này thành một cái file PDF ha. Hai mẫu à, mẫu này in trên phôi trắng, cái này là chúng ta tự in ra rồi chúng ta tự cắt ghép, tự dán keo lại ha. Rồi chúng ta sao lại.
để cho desktop cho nó nhanh ha. Rồi, sau đó thầy mới xuất thành một file PDF. Thì các bạn ở đây thầy đang làm trên Corel hoặc các bạn có thể làm trên AI cũng vậy thôi, thì các bạn cũng lưu thành một file PDF dự án 6 PDF ha. Ok, chúng ta không 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 cần nén à, để nguyên luôn cần nén. Còn cái phần này document là chúng ta để nguyên current document, có nghĩa là chúng ta có bao nhiêu trang là lấy hết luôn. Còn cái này chúng ta sẽ chọn cho từng trang, còn đây current page là lấy trang hiện tại. Rồi, xong file PDF rồi ha. Sau đó chúng ta mở Illustrator lên là chúng ta mở cái file PDF đó. Tại vì in vì dự án 6 PDF đây. Đây là file Corel ha, đây là file PDF. Chúng ta xuất ra PDF à. Rồi chúng ta sẽ chọn chế độ màu là CMYK, 4 màu in ấn. Thì cũng tương tự như trước đó thôi. Thầy đã làm về cái phần nêm cạc á, cái hai cái mặt trước sau niêm cạc với cả hai mặt trước sau của cái thẻ nhân viên rồi ha. Đây là cái file nó hiện lên rồi. Thì ở trước đó thì khi mà mới ra như này á, thì nó vướng cái dạng clipping mask á, chúng ta phải release clipping mask thì chúng ta mới chọn được ha. Còn bây giờ đây thì chúng ta đã chọn được rồi ha, thì chúng ta cứ chọn luôn, chúng ta nhóm lại. Đây là một nhóm này, trước đó thì chúng ta không nhóm được, chúng ta không kích được luôn ha. Thì chúng ta sẽ phải clip clip bị mắc ra rồi chúng ta mới nhóm được. Để chúng ta nhóm được luôn rồi, ta nhóm lại ha, nhóm lại rồi, nhóm xong rồi chúng ta rút lại ha, lại hết, nhóm lại hết rồi. Sau đó chúng ta bỏ bớt cái nền này đi ha. Chúng ta sẽ xác định là lấy cái phần tạo ra cái file PDF mà có cái kích thước bằng bằng chính cái phần thiết kế này thôi. Thì chúng ta sẽ phải bỏ bớt đi ha. Bớt đi thì các bạn ở đây thì thầy sẽ lấy cái thước ra view này, thước thước này thì thầy chọn, tại vì có cái phần bù xén á thì nó hiện mặc định nó là poi, cho nên thầy phải chuyển từ thêm cái thước này, chuyển từ poi sang mm à. Đó. Thứ hai còn là cái artboard này thì nếu không có thì các bạn vô Windows và lấy cái artboard ra, thầy lấy ra rồi ha. Sau đó thầy đã rút rồi thì kích vào đây ha, đây. Thì các bạn thầy chọn mất một cái ha, chọn một cái sau đó các bạn chọn kích vào đây. Đó, sau đó các bạn chọn đây là fit to select art ha. Đó, ok. Thì nó sẽ có kích thước bằng với kích thước mà mình mới chọn đó. Đây, đó, nó chọn cái này. Coi như cái này là có một cái adboard đầu tiên rồi, còn hai cái này chưa có adboard, cái này chưa có trang ha. Thì coi như cái đầu tiên này nó có adboard rồi, các bạn kéo ra này. Kéo ra là nó có cái nền rồi đó. Đó là cái trang rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm hai cái adboard cho hai cái này. Ở cái nhóm này chúng ta nhóm rồi mà, chúng ta nhóm rồi thì chúng ta chọn nó này. Ở chúng ta new cái này, đó. New adboard mới, sau đấy chúng ta cầm này, chúng ta thả qua này. Hai cái. Rồi cái thứ ba, cái trang thứ ba. Cái trang thứ ba là kích thước nó khác, hai cái này là cùng kích thước. Cho nên cái thứ ba này chúng ta sẽ phải chọn nó. Rồi chúng ta sẽ tạo new này. Sau đó chúng ta nếu mặc định thì lấy bằng cái này thôi đúng không? Thì các bạn sẽ kích vào đây. Còn chọn chỗ cái phần đấy là fit to select art luôn thì nó sẽ có kích thước bằng với kích thước mình mới chọn ở đây. Đó. Chứ không lúc đầu thì nó theo cái của cái chọn đầu đó. Ok này. Thì cái này có kích thước bằng rồi đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ xuất cái file này ra, xuất cái file này ra. Cái này là nó có thêm cái viền xung quanh ấy, tại vì nó khi mà nó phải bao thêm thì chúng ta sau khi xuất ra chúng ta sẽ in ra, chúng ta sẽ phải cắt cắt xong rồi chúng ta dán lại ha, dán lại. Thì cái file này chúng ta xuất ra thì cái này có hai cách đó. Nếu chúng ta không làm bù xén đó, thì chúng ta sẽ phải lưu ý đây là nếu không bù xén chúng ta save này, không bù xén thì chúng ta lưu ý đây là in vì thứ 6 đúng không, đây là final chẳng hạn đi, đặt tên giống như mấy final này, này chúng ta chọn all hết ha. À, trang thì cái file lúc đầu này á, thì các bạn không bù xén thì các bạn sẽ vẫn chọn là Illustrator default bình thường ha, các bạn không dùng được bù xén thì chúng ta sẽ để nguyên như vậy thì nó sẽ sát ha, sẽ sát đây, bị sát luôn ha, hoặc sát luôn nội dung mà chúng ta in ấn nó sát luôn. Thế nên các bạn bù xén thì bạn sẽ thêm cũng là CSS như vậy đó, chúng ta lưu ý phải có bù xén nha, bù xén thêm cái list đây, list đây. Ok,
là chọn chỗ reset là Illustrator Default ha, nhưng bạn chọn chỗ Mask and Bleed này, chỗ đây bạn bỏ ra, bạn cho nó ba, cũng sẽ là ba ha, khi trường hợp chúng ta cắt nó lẹ mua ha, khoảng 3 mm ở cell, thì cái file PDF này nó sẽ có khoảng trống xung quanh cho nó là 3 mm ha, để chúng ta cắt. Tất nhiên là cái phần này là chúng ta in trực tiếp luôn ha, cái hai cái trang PDF 1 này, PDF 2 này, thì chúng ta in trực tiếp lên trên cái phôi trắng luôn. Đây là mặt sau, sau đây là mặt trước, chúng ta in trực tiếp lên cái phôi trắng. Còn cái này á là chúng ta in full ra luôn đó. Thì như các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp đây á, thì thường các bạn in ít thôi, bạn in cái 1 2 cái thì các bạn sẽ tự gia công, chúng ta tự cắt dán thành một cái sản phẩm bì thư hoàn thiện, thì chắc thường các bạn sẽ dùng cái chế độ này, sử dụng trang này, chúng ta in cái trang này ra, sau đó dùng thì chúng ta sẽ cắt và chúng ta sẽ dán lại thành một cái bì thư hoàn thiện ha. Đó. Đó, in cái này ra ha. Đó. Thì đây phải lưu ý thêm mà, tất nhiên là để mà có được cái miếng này thì các bạn phải thiết kế thêm cả cái mặt bên dưới này ha. Thiết kế được hai cái miếng hai bên, thiết kế thêm cái miếng dưới đây, miếng mặt sau này, thì chúng ta mới dán được thành một cái bì thư hoàn thiện chứ. Còn ở như ở trên đây thì người ta in trực tiếp trên trên cái phôi rồi thì dễ rồi. Đó. Tất nhiên là in trên cái phôi đó thì chúng ta phải coi cái phôi đó là kích thước bao nhiêu, như thường chuẩn là A6 là 12 22 thì đã là chuẩn rồi thì thôi. Thì đây là thầy lưu ý thêm cho các bạn về cái in bì thư ha, xuất cái thiết kế ra để chúng ta in cái bì thư A6. Rồi, xin chào các bạn ha.